để tôi đánh xe xuống cái đoạn này. Anh Hải đi đó. Anh Hải nói là để tôi đánh xe xuống cái đoạn mới thì gọi đấy. Tôi ở Hà Nội. Tôi vừa vào chỉ là cho cái việc phỏng vấn cho các con trai ở trường Văn Lĩnh. Việc đi du học của con thì toàn bộ ở đây tôi vừa mới trình bày anh đây. Thì việc tôi đang đỗ xe đây là đúng là sai rồi. Nhưng mà tôi đang đỗ là sai chắc chắn rồi. Nhìn thấy rõ ràng. Nhưng mà bởi vì khi tôi đến đây tôi tìm mãi tôi đỗ không có đường. Nó chính vì vậy là tôi vừa mới trình bày anh xong là bình thường. Phải giấy tờ tôi đầy đủ. À, bây giờ anh coi nè, anh ra đây. Cái anh sẽ chặt. Anh nói đỗ không được. Tôi nói tất cả xe đậu ở đại vị trí này chúng tôi đều không phải ở dưới lòng đường đây. Đúng không phải. Nhưng mà tại sao anh lại đậu trên vỉa hè? Không, tôi vừa mới nói với anh xin lỗi là tôi chắc chắn là tôi sai rồi. Thế nhưng mà khi tôi đến đây ấy, tôi tìm mãi không có chỗ đỗ, thậm chí là vừa mới chỗ này xong tôi tìm mãi tôi không có chỗ đỗ. Chính vì vậy thì tôi cố liều đặt ở đây một tí ạ. Còn sai là chắc chắn là xin lỗi sai rồi. Thì tranh thủ vào. Còn giấy tờ về đây thì tôi mới trình bày đây là giấy anh tờ. Anh vào đây để là đi ăn ấy. Dạ không. Tôi vào đây tôi lấy cái cà tóc cho bên kia tôi lấy dọc vào để lấy. Ở đây đều là những nhà hàng ăn hết. Và xe của anh đã đậu rất lâu ở đây rồi, chúng tôi đang xử lý kia đã thấy xe này đậu rất lâu ở đây rồi. Nếu mà thứ nhất là tôi nếu mà khi mình xác định vào một cái quán ăn là mình phải để xe ở cái nơi phù hợp nhất chứ không thể để trên vỉa hè. Tại vì anh xác định anh vào đây rất lâu. Xin lỗi thầy ạ, tôi thực sự tôi muốn tranh cãi bây giờ thế này, cái giấy tờ bây giờ anh khó không, cái bằng lái đâu? Ở đây cả xe đâu? Ở đây tôi vừa mới trình bày với anh ấy là toàn bộ giấy tờ gồm có thậm chí kể nhà đất của tôi, tài khoản của tôi đều được chứng minh ngân hàng để chứng minh là con trai tôi đi học. Chính vâng, vậy. Tôi cũng đã từng phỏng vấn đi Mỹ, đâu có phỏng vấn, đâu có không, bằng lái với cả vé xe. Nó cả vé xe để chứng minh là tài sản của bố mẹ. Thế thì chính vì vậy là ở đây tôi đang mang theo là chỉ có giấy tờ chứng minh thư, tôi đang ở Hà Nội. Bằng lái xe của anh đâu? Bằng lái xe cũng nằm ở trong cái tập hồ sơ của anh. Không có chuyện đó. Không, tôi đang chứng minh ở đây, chính vì vậy tôi đang nói là chứng minh ở đây rằng là toàn bộ giấy tờ ở đây là toàn bộ ảnh thẻ hồ sơ 100D60, DS160 của tôi đây. Tôi đang thể hiện DS160 đây, tôi rất rõ ràng gửi cho tôi. Nhưng mà anh không có trung thực với tôi. Không, là có một anh điều vào đây là anh vào đây ăn uống. Nếu như vậy thì tôi chứ lại không, nói lại với anh không phải là vấn đề vào đây anh lấy cái cặp, bởi vì cái xe này đậu ở đây rất lâu rồi. Thứ nhất tôi là cán bộ. Tôi đang vừa nói về đây là tôi vào đây không phải để ăn uống mà tôi không có bàn ăn ngồi đây. Tôi chỉ vào đây, tôi vừa mới đến đây sau vừa cơn mưa xong vào lúc 9:15. Bởi vì tôi đi từ bên quận 7 sang bên này. Từ 9:15. Thế còn nếu mà tôi đã nói rằng là về mặt nguyên tắc đúng là sai thì sai. Thì nếu các anh là thứ nhất anh nhắc nhở cho xin lỗi, tôi xin chấp hành. Nếu anh phạt tôi cũng xin chấp hành. Bởi vì tôi cũng là cán bộ, thì tôi hiểu rằng là sai là thừa nhận. Thế thế thì nếu các anh có thể cho phép hoặc là nhắc nhở thì tôi thừa nhận rằng là cho tôi phép đánh xe đi gần khác và tôi xin lỗi, chính thức xin lỗi anh. Thế còn nếu không, anh phạt tôi cũng phải chịu. Bởi vì tôi cũng bên ngành báo chí, tôi hiểu. Bây giờ thế này, xử phạt anh 700.000. Sau đó thì anh đánh xe đi chỗ khác. Tôi đồng ý. Dạ, cảm ơn. Không cẩu xe. Cảm ơn. Không đưa. Cả cái bạc kia đó. Cho ra chặt luôn đấy. Đúng ra là phải đập luôn ở cái này nè, đập luôn cái này, cái bọc nó phải đi vào trong. Tôi lấy vào thận.